chào tất cả bà con đang trở lại với kênh Thanh Long Việt và tôi là Triển. Ngày hôm nay thì giới thiệu với bà con cái gốc thanh long quả vàng đỏ trắng của mình thì cũng tiến hành xong. Và ngày hôm nay thì rất may mắn thì nó trôi qua cái đợt mà bị chạy điện, bị axit của bà con rất là nhiều. Nên mới thì bà con thì cái gốc này trồng một nhánh này nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà có một điều rất là bất ngờ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Bà con sẽ biết tại sao mà cái giống này nó đang rất là hot như vậy mà người ta chọn nhiều. Đó, trong cái gốc này thì bà con chỉ cứ để ý nha, một cái nhánh này thôi nha, hai nhánh này là cái nhánh cái của nó đẹp. Nhánh này thì đi vào trong nhánh nha, 1, 2, 3, 4 đây nhánh này 5 với nhánh cái chơi là 6 luôn nha. Rồi cái nhánh này, cái này nó là nhánh cái, là đây là một nhánh, có một nhánh cái thôi là hết rồi đó. Không có một bóng đèn mà nó ra một nùi bông, không tin tưởng nữa. Ra hết mẹ luôn cái trụ luôn, ghê chứ. Đây nó ra ké bên dội nè, thấy không? Nó thì trôi qua cái đợt mà bị mưa axit đó, thì nó ra bông này nè, đó, chứng tỏ là ngọn quả vàng của mình nó rất là nhạy. Xin chào bà con đang trở lại với kênh Thanh Long Việt và tôi đang cầm trên tay trái thanh long vỏ vàng ruột trắng cũng như là giống của nó. Nếu bà con có nhu cầu chúng ta cần về giống này thì bà con hãy liên lạc với số điện thoại bên trên cũng như là địa chỉ thanhlonggiống.com hay là kênh YouTube của tôi để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là khả năng cung cấp giống từ đơn vị Thanh Long Việt. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi rất là nhiều.